Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 15 giờ ngày hôm nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bắt được phạm nhân vượt ngục Triệu Quân sự khi đối tượng đang lẩn trốn ở xã Yên Dương, huyện Hà Trung. Trong quá trình tuần tra, lực lượng công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa phát hiện đối tượng Triệu Quân sự đang từ một con hẻm lên đường quốc lộ 1A, mục đích để bắt xe tẩu thoát. Ngay sau khi phát hiện lực lượng công an đã ập tới bắt giữ đối tượng, Trước đó, tối ngày 31 tháng 5, cơ quan chức năng đã phát thông báo khẩn truy tìm phạm nhân triệu quân sự khi đối tượng này trốn khỏi trại giam T-974 thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, đóng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành. Đây là lần thứ ba đối tượng này trốn trại. Sự từng là quân nhân quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên, nhưng thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi là binh nhì. Năm 2013, sự bị tòa án quân sự quân khu 1 tuyên trung thân về tội giết người cướp tài sản và đào ngũ. Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, sự vượt ngục. Bị bắt vào năm 2016 và nhận thêm 6 năm tù. Chiều ngày 3 tháng 6 năm 2020, sự lệnh trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Hắn bị bắt sau 15 ngày lần trốn tại quán game ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Toán quân sự quân khu 5 sau đó phạt thêm sự 3 năm tù về tội, trốn khỏi nơi giam giữ và 3 năm vì trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt, sự phải thi hành án trung thân. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các huyện Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Sau một thời gian theo dõi và lập bán đấu tranh, lực lượng chức năng công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang hai đối tượng Hoàng Thị Thái tức Thái Chất sinh năm 1952 ở phố Tân Tự, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa và Đỗ Anh Dũng sinh năm 1974 ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa đang vận chuyển 10 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp. Cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy này là Hoàng Thị Thái sinh năm 1952 ở phố Tân Tự, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa hoàng thị thái đã câu kết với một số đối tượng cộng cán có nhiều tiền án về tội mua bán vận chuyển ma túy từ thành phố thanh hóa các huyện quan sơn như thanh hình thành đường dây mua bán vận chuyển ma túy khép kín từ lào qua các đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới huyện quan sơn sau đó vận chuyển về thành phố thanh hóa tiêu thụ Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng công an Thanh Hóa đã bắt giữ 5 đối tượng khác gồm Đinh Văn Lanh sinh năm 1985, Lò Văn Chấu sinh năm 1978, Lò Văn Danh sinh năm 1997 đều ở xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, Lê Xuân Bằng sinh năm 1982 ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa và Bùi Văn Duẩn sinh năm 1989 ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy này, lực lượng công an đã thu giữ thêm 2,5 cây heroin, 50 gam ma túy đá, 4.000 viên ma túy tổng hợp hồng phiến, 69 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, một gói nhỏ ketamin, một khẩu súng tự chế, hơn 2,8 tỷ đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan đến vụ việc mua bán, vận chuyển ma túy. Hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án. Hôm nay ngày 1 tháng 6 bắt đầu chiến dịch uống bổ sung vitamin A và tẩy giun cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ban điều hành mục tiêu phòng chống dinh dưỡng trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện tại các địa phương trong tỉnh. Chiến dịch uống bổ sung vitamin A và tẩy giun đợt 1 năm 2022 được tổ chức trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6 tại tất cả các xã phường thị trấn trên địa bàn Thanh Hóa. Trong đợt này, toàn tỉnh sẽ có gần 346.000 trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi và hơn 5.400 bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng được uống vitamin A nhằm góp phần phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng. Gần 234.000 trẻ em từ 24 đến 60 tháng tuổi uống thuốc tẩy run, đồng thời đo chiều cao cân nặng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi. Trong ngày hôm nay, Ban điều hành mục tiêu phòng chống dinh dưỡng trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 4 đoàn kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện tại các huyện như Xuân, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoàng Hóa, Nga Sơn và Nông Cống. Qua kiểm tra giám sát cho thấy, các địa phương đều chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, triển khai chiến dịch cho trẻ và bà mẹ sau sinh uống vitamin A và tẩy run những trẻ trong độ tuổi và bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng không đến địa điểm tổ chức uống vitamin A và tề run, các cộng tác viên dinh dưỡng sẽ mang thuốc đến tận nhà để cho uống sau đó. Hôm nay ngày 1 tháng 6, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm học 2022-2023 đã diễn ra an toàn đúng quy chế. Trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, thí sinh đã hoàn thành hai môn thi chung là Ngữ văn và Toán, thời gian làm bài mỗi môn 120 phút. Ngày thi diễn ra an toàn nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn năm nay tăng gần 25% so với năm trước, trong đó học sinh đến từ các huyện trên địa bàn tỉnh cũng có xu hướng tăng, chiếm khoảng 40% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Ngày mai mùng 2 tháng 6 buổi sáng thí sinh thi các môn chuyên, thời gian làm bài 150 phút, tính điểm hệ số 2, buổi chiều thi môn tiếng Anh chung, thời gian làm bài 60 phút, trong đó thí sinh thi chuyên tiếng Anh sẽ thi thêm kỹ năng nghe. Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn chỉ xét tuyển đối với những thí sinh làm đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi. Trường xét tuyển 385 học sinh cho 11 lớp chuyên, trong đó chuyên toán và chuyên Anh, mỗi chuyên lấy 2 lớp. Tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 940.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó hơn 12% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã ưu tiên huy động các nguồn lực nhằm thực hiện các mục tiêu chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, nỗ lực để mọi trẻ em đều được chăm sóc và phát triển toàn diện. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp bảo vệ trẻ em. Ở 100% các xã phường đã xây dựng kế hoạch chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, trong đó chú trọng phòng chống đuối nước, nhiều mô hình ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn để phòng chống tai nạn thương tích trẻ em được triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động như chăm sóc, đối đầu trẻ mồ côi, các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, truyền thông về phòng chống xâm hại bạo lực, lạm dụng trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước đã được các địa phương quan tâm triển khai. Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là khởi đầu của tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề Trung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại trẻ em. Đây là dịp để các cơ quan đơn vị gia đình cá nhân và cộng đồng nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm trong việc chăm lo giáo dục trẻ em, chung tay xây dựng một môi trường sống an toàn lành mạnh, phát triển toàn diện cho thế hệ mầm non của đất nước. Bản tin 18 giờ 30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Mưa to trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn từ chiều ngày 30 tháng 5 đến nay đã gây sạt lở đất, khiến 30 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 56,21 ha lúa ngô hoa màu cây công nghiệp bị thiệt hại. Mưa to cũng đã khiến đất đá sạt lở tại 33 điểm trên quốc lộ và tỉnh lộ. Khối lượng sạt lở khoảng 3.400 m khối. Chính quyền các địa phương đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, kiểm tra chỉ đạo thống kê, khắc phục các thiệt hại để cập nhật và báo cáo theo quy định. Trong quá trình tuần tra trên tuyến kênh Mặc Cần Dưng thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện bắt quả tang 7 xà lan và ghe sắt vận chuyển đất trái phép với số lượng lớn. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng các phương tiện trên không xuất trình được giấy phép khai thác và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số đất đang vận chuyển. Qua làm việc, thuyền trưởng khai nhận số đất trên được khai thác vận chuyển từ tỉnh Kiên Giang về giao cho các lò gạch tại huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ đối tượng Trần Nhật Minh, đồng thời truy tìm số lượng vàng bị Minh lấy trộm tại tiệm vàng Sơn Trang, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, ngày 23 tháng 5 vừa qua. Số lượng vàng cần truy tìm gồm 59 chiếc lắc đeo tay bằng vàng, nhiều mặt dây chuyền, bông đeo tay nhiều kiểu dáng bằng vàng 18K, vàng 4 số 9. Hầu hết trên các chiếc lắc, mặt dây chuyền, bông tay, vòng xi đều có khắc chữ tên cửa hàng Sơn Trang. Công an Quảng Nam đề nghị phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, công an các địa phương trong tỉnh phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy số lượng vàng trên cần thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an Quảng Nam, qua điều tra viên Nguyễn Duy Hưng số điện thoại 0235 385 2594 hoặc 0913 777 113 hoặc cơ quan công an cấp trên. Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra phương tiện vận tải có biển kiểm soát 29H40284 đang dừng đỗ tại lề đường quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn do ông Trần Văn Quân là người điều khiển phương tiện. Qua đó phát hiện trong thùng kín của xe ô tô có cất dấu 40 bao tải chứa nầm lợn, chưa được kiểm dịch theo quy định, có hiện tượng chảy nước, có màu đen và bốc mùi với tổng trọng lượng là 1.000 kg ước tính trị giá số nầm lợn trên gần 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra phương tiện vận tải, ông Trần Văn Quân không xuất trình được hóa đơn chứng từ hay giấy tờ liên quan đến số hàng hóa đang vận chuyển này. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số nầm lợn và phương tiện vận tải để xác minh làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Vừa rồi là những thông tin thật sự trong tỉnh và trong nước, ngay sau đây sẽ là phần tin thật sự quốc tế. Bản tin 18h30 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.